Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến một các bạn một cái bộ hộp số có đảo chiều, 3 số tiến và một số lùi. Hộp số này thì có tỷ số truyền như sau: 1/4.5, tức là giảm đi 4.5 lần đấy, và 1/1.5, tức là giảm đi 1.5 lần. Và tỷ số truyền 1/1 là số nhanh nhất ấy, tỷ số truyền 1:1. Số lùi của nó sẽ là 1/3.2, có nghĩa là giảm đi 3.2 lần. Cái loại này thì là loại giảm tốc ít. Nó giảm tốc ít, nó sẽ phù hợp với những cái dòng động cơ có đầu ra tốc độ chậm. Đấy. Thì các bạn tùy theo ứng dụng để sử dụng. Loại này thì có tổng khối lượng của tất cả các cái thiết bị ở trên này, bao gồm một bộ các đăng, một đầu ly hợp buli. Đầu ly hợp buli này có đường kính rất là lớn, đường kính 200, nó tương đương với những cái dòng buli của máy lổ. Và một cái bộ hộp số. Hộp số này thì có kích thước lần lượt là 22, 15 và chiều cao là 20. Đấy. Trục da của nó rất là lớn các bạn nhé. Đường kính trục của nó là khoảng 35 30. Đấy, đường kính trục là khoảng 30. Ly hợp sẽ được lắp vào đây. Cách lắp thì rất là đơn giản, con này là ly hợp chủ động nhé, chứ không phải là ly hợp tự động. Đấy. Các bạn muốn chuyển động thì truyền lực vào thì phải kéo cái côn này thì nó mới bám côn nhé. Đấy. Khi lắp cái bánh đà này vào ấy, cái này gọi bánh đà hoặc là ly hợp đều được, thì ta phải lắp cái vòng bi tì này vào trong trước. Đây, cái chỗ này sẽ là chỗ đặt vòng bi tì này, thì cái phần viền sắt này sẽ được lắp vào trong như thế này. Còn cái phần vành sắt ngoài này sẽ được ốp trực tiếp lên đây. Đấy, thì khi ta kéo côn đi thì các cái lá côn này nó sẽ bám vào với nhau. Nó sẽ tì, đây. Mình kéo ra thì nó sẽ rút cái côn này ra này. Nó nhả hả? Nhả côn. Đấy, tức là khi mình bóp ấy thì nó ngắt, và khi nhả thì nó bám. Đấy, như thế. Thì tỷ số truyền mình xin nhắc lại cho các bạn một lần nữa. Số chậm nhất, số tiến chậm nhất là giảm đi 4.5 lần. Đấy, số 1, số 2 là giảm đi 1.5 lần. Và số 3 là số nhanh, là tỷ số truyền là 1:1. Số lùi thì sẽ có giảm tốc đi là 3.2 lần. Và tổng trọng lượng của cái bộ này là 35 kg, bao gồm các cái phụ kiện như trong hình ảnh. Bộ các đăng này là bộ truyền ra ngoài, và đây là bộ buli này, buli đầu vào, và đây là phần cần số để sang số. Cái cần số này thì mình chưa lắp vào, thì để vận chuyển nó dễ thì tháo ra. Thì khi nắp thì các bạn tháo ba con ốc này ra, sau đó là tháo cái phần nắm đấm này ra và đưa cái mặt bích này vào trong này trước, sau đó là bắt lại. Thì trong này cái viên bi này nó giống như một cái khớp, gọi là khớp cầu. Đấy. Thì sang số thì rất là đơn giản thôi. Thì các bạn muốn biết chi tiết hơn ấy, mình cứ tháo mấy cái con ốc này ra để châm nhớt và xem cái cách thức đảo số ở trong hộp số này nó như thế nào, để mình biết cách hoạt động của nó, và đồng thời nữa là biết cái khoảng cách sang số nó như thế nào, rất là dễ thôi. Đấy. Đây chính là một cái loại 3 số tiến, 1 số lùi. Tỷ số truyền là giảm đi là rất là thấp, nó không giảm nhiều lần. Nó rất là phù hợp với những cái dòng mà truyền chuyển động đến các cơ cấu rất là khỏe. Cái này thì có thể truyền chuyển lực đến khoảng dưới 2 tấn các bạn nhé, là thoải mái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm có thể xem trên
trang web xe điện motordien.com hoặc là gọi điện trực tiếp 0983 818 955, Zalo, Viber, Zalo và Viber cùng số điện thoại. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.